cậu trai bốn mắt này chỉ vì vô tình làm bẩn áo giám khảo liền bị phân vào khu vực đánh giá khó nhất và ân dương người vừa mâu thuẫn với giám khảo còn đứng ngay trước mặt anh ấy phân tích mặt bất cập của bài khảo hạch đầu vào này cậu trai bốn mắt gần như phát điên ngay tại chỗ hóa ra nhóm người này đã đắc tội giám khảo chính vậy thì mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu theo dõi mất lục đa đa thấy vậy chỉ có thể nói vài lời an ủi có lẽ đề thi không khó như chúng ta tưởng đầm lây lớn như vậy hẳn vẫn có huyễn thú cấp thấp dễ thuần hóa như lời vừa nói dứt nước hồ vốn dĩ tĩnh lặng bỗng gợn sóng lăn tăn dưới dòng chảy ngầm có một đôi mắt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ khoảnh khắc tiếp theo một con chăn khổng lồ với khuôn mặt dữ tợn nhảy từ dưới nước lên gầm một tiếng vang trời ngay sau đó nó dùng cái đầu rắn tấn công cũng may tiểu bạch phản ứng nhanh ôm lấy lục đa đa tránh đòn hắc kim câu xả truyền kỳ một sao hỗn huyết hệ thủy một trong những huyễn thú khó thuần hóa nhất trong kỳ khảo hạch của khu long bình điều này càng khiến cảm xúc của thiếu niên bốn mắt trở nên điên cuồng hơn ha 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 tất cả chúng ta xong đời rồi chuyên kỳ cấp hắc kim câu giả nhưng lúc này tiểu bạch ở bên cạnh đột nhiên rớt nước miếng chủ nhân em muốn ân dương vội vàng ngăn cô lại không 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 em không muốn ân dương nhìn lại camera một lần nữa đối phó với con rắn nhỏ này không phải là vấn đề nhưng nếu như vậy tiểu bạch và mình sẽ bị lộ xem ra giám khảo đó sẽ để chúng tôi bị hành gần chết sau đó mới kịp thời gửi cứu hộ bây giờ trong hồ sơ tôi chỉ là một sơ cấp giác tỉnh giả đến khi đó không chỉ phải giải thích vấn đề tinh thần lực thôi đâu nếu làm không tốt tiểu bạch sẽ còn bị tống thẳng vào phòng thí nghiệm Đồng thời lúc đó, tại trụ sở của đội phòng thủ Cuồng Lan ở thành phố D, Lục Tinh Hồng đang báo cáo về làn thú triều. Bộ trưởng Trứng Tam vọng không thể tin được, hỏi: "Cô nghi ngờ có ngự thần cấp huyễn sủng thú xuất hiện ở khu Long Bình sao?" Lục Tinh Hồng khẳng định, vô cùng chắc chắn, vào thời điểm khi thần lằn siêu thanh sắp hoàn thành quá trình đột biến của mình, nó đã bị khống chế. Tinh thần lực đó rất vi tế, giải phóng với độ chính xác cực cao, tôi đã kiểm tra lại mới dám chắc chắn, thứ này ít nhất ngự tôn cấp mới có thể làm được. Trương Tam Vương có chút nghi hoặc, rõ ràng, ngự thần cấp huyễn sủng thú đều nhận lệnh từ quốc gia đến vùng hoang mạc ổn định thú chiều cấp thiên tai cả theo logic thì không nên không nhé có một người vừa mới giác tỉnh sao chuyện này tạm thời chúng ta bảo mật đã hãy chú ý nhiều hơn đến khu vực long bình ở đó chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh và ở phía bên của địa điểm kiểm tra trong khu vực đầm lầy hắc kim câu xả vô cớ phát động một cuộc tấn công vào ân dương và những người khác với tinh thần lực hiện tại của lục đa đa hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắc kim câu xả lúc này cậu thanh niên bốn mắt lấy ra một lọ thuốc màu vàng trong mắt lộ lên tia âm hiểm chỉ cần dùng cái này cho dù là truyền kỳ cấp thì cũng phải khuất phục thôi nhưng chưa được vài giây ngay lập tức ân dương đánh lén sau lưng mình biết ngay tên này đang che giấu điều gì đó mà nhưng theo cốt truyện sử dụng thứ này sẽ khiến hắc kim câu xả phát điên vì vậy anh ngay lập tức ném nó về phía tiểu bạch tiểu bạch giấu lọ thuốc này đi nhưng không ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra như mong đợi tiểu bạch chẳng những không bắt được ngược lại còn bị bục thẳng mặt mà chảy máu mũi sau đó lọ thuốc lại đổi hướng do tác động với mặt tiểu bạch cuối cùng nó vẫn rơi vào miệng lớn của hắc kim câu xả, nhìn hắc kim câu xả, ưng ực nuốt vào bụng ngay tại chỗ ân dương ngay lập tức hóa đá đùa hả má mẹ nó thế này cũng được luôn đồng thời bên này của phòng giám sát tất cả các máy quay trong khu vực đầm lầy đã bị mất hình ảnh cấp dưới báo cáo ngay hắc kim câu xả bạo hành vùng đầm lầy camera điện tử tại chỗ bị hỏng thí sinh có mặt không rõ sống chết ly pha thân là giám khảo chính lúc này cũng phải lo lắng lập tức điều động thêm lực lượng theo tôi đến hiện trường và ở đây trong đầm lầy hắc kim câu xả uống thuốc xong lập tức trở nên phi thường điên loạn chỉ thấy gai cứng trên khắp cơ thể nó trở nên dày đặc tất cả xù dựng lên không khác gì một con nhím dọa cho thiếu niên bốn mắt run chân lập tức ngã xuống ngất xỉu tại chỗ mấy tên bán thuốc nói có thể thuần phục huyễn thú cấp cao mười tên thì chín tên là lừa đảo lục đa đa đưa cậu ta đi trước lục đa đa nội tâm phi thường tuyệt vọng rõ ràng là truyền kỳ cấp huyễn thú không phải thứ mà học viên năm nhất có thể xử lý nhưng ân dương khá tự tin đừng lo lắng sau khi máy quay bị hỏng mọi thứ liền trở nên dễ dàng đợi cho đến khi lục đa đa và những người khác rời đi sau đó ân dương mới để tiểu bạch hành động ngay sau đó đồng tử của tiểu bạch chuyển sang màu tím và năng lượng trên nắm đấm của cô cũng cực kỳ dữ dội có lẽ hắc kim câu xà cảm thấy bị đe dọa cổ của nó đột nhiên sưng lên sau đó hướng tiểu bạch khạc ra một ngụm đờm màu tím giữ từ những năm 98, nhưng tiểu bạch không lùi lại mà còn tiến lên nhanh chóng chạy về hướng có dngum đờm tím kia khoảnh khắc tiếp theo bước chân bất ngờ bạo phát lực lượng tiểu bạch siết chặt nắm đấm nhảy lên không trung né tránh đòn tấn công này rất dễ dàng ngay sau đó từ trên đầu hắc kim câu xà đập một cú đấm thật mạnh vì sức mạnh quá đáng sợ hắc kim câu xà điên cuồng quẫy người trên đất đầu của nó bị đập đến lõm cả vào ân dương cũng tận dụng cơ hội này kiểm tra sức mạnh của tiểu bạch nhưng bây giờ có vẻ như hình dạng con người không ảnh hưởng đến sức mạnh thật anh đến thời gian nghĩ thầm đám giám khảo chắc là sắp tới đây rồi vì vậy anh ấy hét lên được rồi tiểu bạch đừng chơi nữa nhanh lên kết thúc nó đi lúc này nụ cười của tiểu bạch bắt đầu thay đổi vậy thì ta tới đây con hắc kim long xà vừa bị đánh vừa khóc trên mặt có dấu chấm hỏi sau một lúc đám mây hình nấm phía sau bỗng nổi lên hai người phía xa đang sơ tán cũng bị giật mình bởi tiếng động lớn lục đa đa nhìn lại trong lòng vô cùng lo lắng bọn họ không sao chứ và tại thời điểm này lý phá và thuộc hạ của anh ta cũng vội vã đến hiện trường bằng máy bay thiếu niên bốn mắt nhẹ nhõm quá tốt rồi bọn họ đều được an toàn lục đa đa vội nói bên kia vẫn còn hai người nữa xin hãy nhanh chóng ứng cứu lý phá đã ra lệnh cho người đưa hai bọn họ ra ngoài trước những người khác đi theo anh tiếp theo đây nhất định phải cẩn thận sức mạnh của huyễn thú truyền kỳ cấp phát cùng không phải là thứ người bình thường có thể chống lại được thật sự phiền chết đi được